Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là mình có mặt tại Toyota đây nên để mình thực hiện một hành trình lái thử chiếc xe vừa mới ra mắt của hãng là chiếc Veloz Cross. Đó, và đây là phiên bản top nha các bạn, phiên bản cao. Ngày hôm nay thì bạn Min của Toyota sẽ dẫn chúng ta đi lái thử một vòng trải nghiệm chiếc xe vừa mới ra mắt này. Đó, mình quay toàn bộ thiết kế xe để các bạn coi nè. Đó. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lên xe thôi. Bây giờ mình lên xe lái thử. Đi lên. Để đăng ký lái thử thì đi men. Đi luôn. Để đăng ký lái thử thì các bạn đem theo bằng lái với lại giấy chứng minh nha. Đó thì bên hãng sẽ cho chúng ta lái thử. Là đây là đồng hồ tắp lô này các bạn. Đấy, Veloz. Chào quý khách. Bên đây là màn hình giải trí đa phương tiện. Màn hình này chúng ta có thể thay đổi được giao diện luôn nha các bạn. Như hiện tại nó đang là màu xanh đỏ gì nè, xanh đỏ. Đây nó chúng ta chọn xuống giữa design. Đó, enter một cái. Đó, các bạn thích mẫu nào? Đó này mình thử nè. Đó, nó qua đồng hồ khác nè các bạn. Còn thí dụ chúng ta thích đó cái này đi. Rồi. Mã 1. À, trên xe thì được trang bị đầy đủ nè các bạn, phanh điện tử ha, auto horn nè. Khởi hành. Sẵn ra chưa? Rồi. Không hạ dễ gì cho chạy. Điên nào mình. Hôm nay thì bọn mình đi tổng cộng trên xe là 4 người nha các bạn. Quẹo phải luôn đúng không? Mình đi tổng cộng là 4 người. Thì mình sẽ xem thử hành trình của xe này cùng với động cơ 1.5 thì có đáp ứng được cái tải trọng không nha. Báo seat belt. Sao mình phía sau của mình thì có bạn Min của Toyota đi cùng, bạn Min sẽ hướng dẫn chúng ta mấy cái cơ bản nha. Có seat belt anh. Seat belt bên đây nữa, hai bên. Thì Toyota thì mình phải ngồi hai bên là đều phải thắt dây đai an toàn hết nha các bạn, thì nó mới không có báo seatbelt. Hiện tại là mình đang chạy ở chế độ Eco Mode. Xe sẽ có 3 chế độ nha các bạn. Chế độ thông thường nè. Đó. Rồi chế độ Power. Đó. Chế độ Eco Mode tiết kiệm nhiên liệu. Khi mà chúng ta đè cái nút này, đè xuống thì nó sẽ chuyển qua Power. Mấy cái này hệ thống là kích hoạt hết rồi hả mấy? Ví dụ như làn đường rồi đó. Mình ngồi ở trong xe thì mình cũng nghe được tiếng động cơ nó lọt lọt vô. Ngồi đây mình quan sát cũng khá rõ nha mọi người. Với chiều cao cũng vừa đủ. Báo va chạm. Kêu là anh đặt làn đường kêu đúng không? Anh đang bật cái cảnh báo va chạm lên luôn. Hồi nãy giờ là tắt, mình mới bật lên. Trên xe hệ thống đèn lái là tự động luôn nha mọi người. Mình thấy có cái nút tự động đèn ở đây nè. Hiện tại mình đang ở trong đường đô thị cho nên là bọn mình chạy tốc độ dưới 50. Phóng treo thì cũng khá ổn, cứng cáp á, mình ngồi mình cảm giác nó cứng y như là xe sedan vậy đó, chứ nó không có chồng chành, không có bồng bềnh, nó không có bị bồng bềnh như là mẫu Innova nha các bạn, mẫu Innova cũ hồi xưa mình chạy á, cảm giác nó hơi chồng chành tí xíu, thằng này nó cho mình cảm giác cứng hơn, nó bám đường hơn, vô lăng thì có gì đó nó hơi nhẹ nhẹ nha, nó không được nặng lắm, vô lăng hơi nhẹ. Trợ lực điện mà không biết lát nữa mình siết tốc độ nó có cứng lại hay không. Hai bên có cảnh báo điểm mù nè mọi người, hai bên có cảnh báo điểm mù, ai mà chạy gần cái kiến hậu mình nó sẽ báo. Xe này đường chạy cũng an toàn. Nút này nút gì đây? Không à, nút này
cái đó sạc, bấm sạc đó, sạc không dây mà. Chiếc xe đó chạy ngang qua nghe tiếng máy rõ quá. Màn hình đâu cũng tinh đẹp hết ha, cái chỗ màn hình đồng hồ tốc độ á. Qua lần này cầm đã lắm, cầm có cảm giác nó thể thao. Nói chung ngồi 4 người nhưng mà mình chạy thấy máy nó cũng nhẹ, không vấn đề. Để chuyển qua thử chế độ eco coi. Nó hãm dòng tua xuống liền. Quậy ngồi thấy sao vậy? Giống ngồi xe 4 chỗ không? Thật ơi. Nó lên ngủ luôn kìa. Phê lên đi phê. Ơi chiếc Veloz giờ mà chạy ngoài đường là ta dòm dữ lắm á. Đúng rồi. Tại vì hiếm ai thấy lắm. Bây giờ có xe mới có mấy chiếc ngoài cho nên chạy thôi à. Đó, chiếc xe mới chạy ngang qua cái đó nó báo vàng lên. Nó khuất trong cái tầm. Ừ nó khuất cái nó báo vàng lên liền. Mà nó không kêu tèn tèn ở đây ha. Anh muốn kêu cũng được thì cài đặt thôi. Cài đặt quá. Dạ. Mà sợ nó ồn á. Tại vì xe chạy suốt cứ kêu kêu hoài. Đợi ngừng đèn đỏ thử anh gì. Phải có một chiếc ngừng trước mình kìa. Mình thử cái hệ thống gọi là nó nhắc á, nhắc đèn đỏ á. Phải có một chiếc kìa. Giống như nó chạy mà mình còn đậu ở đây á, nó mới nhắc. Rồi anh thắng hết cỡ rồi, anh thắng hết cỡ luôn. Rồi xong anh thả ra. Thả ra, rồi. Nó không chạy. Chạy không? Nó nút hôn thôi. Nhấn nút hôn. Rồi. Thấy không? Nó giờ thả. Cái hồi cái em chỉ cần cái chức năng horn này là chống trôi nha. Đang ở đoạn đường Điện Biên Phủ nha mọi người. Để ra đây mình đạp thử một đoạn rồi. Ok. Sẽ có một cái độ trễ nhất định nha các bạn. Nó không có giọt liền đâu, nó sẽ đầm nha. Tại vì máy nhỏ mà. Sao mà cái xe rồi, lót hệ thống chức năng là đường lên rồi nè. Rồi. Đây. Đó, mình đang mở chế độ camera 360 độ này phía sau nè. Đó. Nè quẹt. Xe của mình nè. Đây là xung quanh. Mình chạy mình bật cái này lên chạy rất là tiện nha mọi người. Tại vì nhiều khi mình không biết được xung quanh mình, phụ nữ, trẻ em, xe quẹo qua quẹo lại các thứ á. Mình chạy về thì nó an tâm hơn. Đó. Khi mà các bạn ve vô chuồng hay là các bạn quẹo tới quẹo lui rồi đó, các bạn mở cái đó lên. Các bạn kích hoạt làn đường này mình chưa thấy nó hoạt động không em? Chưa thấy hoạt động cái làn đường này, giữ làn đường đó. Nó mờ, cái làn đường anh không thấy nó mờ hả? Cho nó chờ thử mà nó không có, nó chưa hoạt động. Nó chớp cho nó thôi à. À, nó chỉ chớp thôi, dạ. Chứ nó chưa có. Khi mình chạy lên tới vận tốc nhanh á, cái vô lăng nó cứng ngắc à. Nè. Nó đang cứng ngắc luôn á. Rất là đầm. Chạy đầm lắm nha. Đó, nó giữ làn nè. Nó giữ làn rồi đó. Vậy là lên tốc độ khi cao. Khi mình lên tốc độ cao nha mọi người, tức nghĩa là khi mà mình chạy 4-50 á nó sẽ không kích hoạt đâu. Các bạn phải đạp nhanh lên khi mà chúng ta đang chạy trên đường cao tốc quốc lộ rồi đó. Nó sẽ kích hoạt, nó sẽ cảnh báo và đồng thời vô lăng nó sẽ hoạt động luôn. Lánh rồi nó vào nó được. Nhìn qua đây được rồi. Đó, nó giữ làn nè, đó. Ok. Nè nó giữ làn nè. Ok. Nó sẽ tự động nó trả về. Cái này là rất là phù hợp cho những người mà hay ngủ gục á các bạn. Hồi xưa là mình cái tật mình là hay ngủ gục lắm, mà mình chạy mình dễ tông lưng lắm. Còn giờ mà có cái này mà mình đang đạp nhanh chắc cũng đỡ. Thật sự mình không dám thử nhiều mấy bạn. Đó, nó báo đó. Lên 60 nó mới kích hoạt mình ơi. Trên 50. Nè, nó báo nè. Tại cái làn đường này nó mờ quá. Dạ đúng rồi, nó mờ. Chứ giờ anh mà xỉn mà. Để coi cái làn trong đây coi. Thử coi.
nó lấy vô này các bạn thấy chưa? Đó, nó vô lăng nó tự nó điều chỉnh nè. Ok. Nào quẹo, quẹo nào quẹo. Đó. Đúng rồi, nút trong đó. Đó. Chạy chậm nó mới kích hoạt. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển về bình thường lại. Wow, vừa qua power cái nó tăng tốc lên liền nè bên. Chân ga nó sẽ rất là nhẹ luôn. Rồi, đang ở chế độ bình thường nè. Hả? Mình đang ở chế độ thông thường đấy. Nói chung các bạn đi đông người á, đi full tải á, các bạn nên để chế độ thông thường đi ha. Thì xe nó sẽ bốc hơn. Còn mình đi 2-3 người, 3-4 người thì mình đi chế độ Eco Mode được rồi, tiết kiệm nhiên liệu. Xe này còn nhiều cái hệ thống nữa các bạn, như là cảnh báo phương tiện cắt ngang đồ nữa, nhưng mà mình chưa có biết cách để mà mình không biết là trong cái trường hợp nào là nó sẽ báo. Khi lùi ha, hay là trước? Trước. Trước thì hồi bữa em có đi với công ty có thử một lần, khi mà bên em thử là đi vô chỗ mà thương ảnh thì em để một cái hộp xốp á, hộp xốp là cao bằng con người á đó. Đó, thì để trước xong mình chạy gần tới nó sẽ nó kêu, nó sẽ cảnh báo rất là mạnh luôn. Nó có phanh không? Có luôn. Phanh gấp à, nó không phải phanh nhưng mà nó không, coi như là mình đạp ga nó không được nữa, nên mình đạp ga nó giống như là kiểu nó ngắt. Nhưng mà khi mà ví dụ như anh thả ra anh đạp cái đổ thì tất nhiên là nó biết mình có ý mình đạp rồi. Nó để luôn chứ không có. Chứ thì thật sự mấy cái đó mình nghĩ là nó là sẽ hỗ trợ. Dạ, đúng nó rồi, hỗ trợ mình thôi. Trong cái nào đó mà dạ. Cấp bách thôi. Đó, cấp bách chứ cũng không ai muốn cái việc đó xảy ra. Thì cái đó là hỗ trợ cho những cái chuyến đi mà đi xa, đúng không? Bất chợt, chứ còn đa số mình chạy trong phố thì nó sẽ hiếm cái trường hợp đó các bạn. Những người mà hay rẽ ẩu đâm ngang đường rồi đó thì xe nó có khi chúng ta không lơ là, mình không chú ý thì có thể xe nó sẽ phanh lại gấp phụ chúng ta thôi. Còn nếu chúng ta thấy thì chúng ta vẫn chủ động nó sẽ tốt hơn. Thắng khi bạn thắng, các bạn đập mạnh lại đó, thắng hoàn toàn xe thì cái auto horn này nó mới hoạt động nha. Chị Huệ ngủ luôn, lên mát quá ngủ luôn. YouTuber cái này chết rồi. YouTuber gì mà ngủ không? Không, xe này chạy em thì mình đi đường xa em. Chỗ ngồi ở hàng ghế thứ hai thứ ba cũng rộng rãi nữa. Cái này ngồi nó không bị đau lưng. Ghế gì? Ghế đau lưng. Thấy nó độn cái lưng ở đây vậy rồi đó. Chung cảm giác thoải mái không? Độn ngay chỗ đó. Nói chung xe là sang số rất là mượt nha. Có thể là do hộp số của hãng Toyota là hộp số vô cấp đó các bạn, cho nên khi mà hạ số hay là lên số sẽ rất là mượt, nó không có khựng như là hộp số ví dụ như 5 cấp 6 cấp. Quay chạy thử không vậy? Nè, chạy thử cho đỡ buồn ngủ. Trời ơi, bạn đang ngủ không á? Có, chỉ nó chạy cái tầm. Chạy thử, tắt vô lề. Đó, nó cảnh báo điểm mù đó. Bên hông có xe. Kiểu giống như đi học hồi xưa vậy đó, kêu tên cái tỉnh ngủ luôn. Đang ngủ gục kêu tên tỉnh này. Đây nha. Cảnh Minh giờ muốn đổi tài đâu có bước qua được. Có cái này sao bước không? Ghế chỉnh tay mà phải không mình? Ghế tay nè. Đặt phanh hạ này xuống, hạ phanh tay xuống trước. Alo. Cái này nè. Sao vậy? Nhích lên. Em thì chỉ thấy sao miễn tiện chị thôi coi. Tại vì ví dụ như giờ mà
Em đưa rồi, em đưa rồi. Em đưa cho anh Quân rồi. Chưa? Dạ. Có càng cao lên miếng không? Dạ, Quân em chưa. À, được. Dạ, phần bên phần tay em cũng sắp về rồi nè. Phần hạ phần hạ hạ rồi kéo. Ok, giờ tới bạn này thử xe nè các bạn. Nói chung xe này phụ nữ chạy sẽ rất là thích nha. Dạ. Tại vì quá trời chế độ an toàn luôn, không có sợ quẹt bậy quẹt bạ đâu ha. Đang chạy eco đúng rồi, tiết kiệm nhiên liệu. À không, đang chạy chế độ thông thường, đang chạy chế độ thông thường. Bật luôn dữ ta, dữ ta. Nó xe đâu có dữ đó, dán rồi luôn á. Này mình ngồi mà cao, dễ thấy. Xe này giờ muốn đi làm đâu trời? Hãng VinFast luôn hả? Ừ. Xe đó. Chevrolet mà. Ừ, Chevrolet muốn bán lại cho VinFast rồi. Cái đó vô hãng nào cũng được mà. Không nhất thiết phải vô hãng. Như chỗ em Mazda rồi cũng vô làm. Chạy nó không có bị trong chơi cái Innova. Innova không có chạy rồi. Trời ơi, nó lọc lông lọc mà nó lưu nghiêu sao. Xe này phải chỉnh người. Ha, dàn chân đầm ha. Innova nó trong chơi nó cười lắm. Đó, mình đi 4 người nhưng mà nói chung là nếu mà các bạn đi 4-5 người thì quá rộng luôn các bạn, không có gì thì phải bàn cãi hết trơn á. Đó. Quá rộng. Chị nghe tại vì sao? Mình không có rủ ai đi chung được cho đông long nên mình test thử full full tải. Nhưng mà mình ngồi ở ghế lơ thì cảm giác quá thoải mái các bạn. Okay, okay, chung quá thoải mái. Lưng, rộng rãi. Ừ, xong rồi chị đi rộng làm như là một chiếc sedan hạng C. Sao không biết chỗ. Cái thằng này. Ừ, vậy có gì chị gọi em ha. Phía bên đây là cốc đựng đồ nha. Đó, các bạn bỏ chai nước suối vô đây ha. Đây là hộp đựng đồ. Đó. Bên đây chúng ta có thể bỏ được hai lon nước nữa nè các bạn. Hai chai nước ha, hai chai nước ở đây nè. Phía bên đây sẽ có sạc không dây. Hệ thống điều hòa một vùng tự động. Ngoài ra chúng ta có thể cài đặt những cái trên xe này các bạn. Nhưng mà khi chúng ta đang chạy á, nó sẽ tạm thời nó khóa mấy tính năng đó ha. Cho nên là chúng ta ngừng lại nó mới kích hoạt mấy tính năng đó. Ta sẽ cài đặt được các thứ trên xe qua thông qua cái màn hình quản lý xe. Máy 1.5 đỡ hao xăng hơn 2 chấm nhiều. Công bố có 6 lít à. Xe động cái gì kìa. Làm đóng luôn. Ây da, phía trước có tai nạn các bạn ơi, nguy hiểm quá, nằm luôn rồi. Ây da, nằm luôn rồi. Ây da, nằm sắp luôn rồi. Xe trước nó qua rồi. Chết chưa? Ây da, ổng thở oxy không vậy? Thấy mẹ rồi. Ổng thở oxy luôn rồi. Thấy xe động là nghe ép tim liền. Tay cầm nắm cửa nè các bạn. Tại còn mới nó vậy đó em. Xe mới nó vậy. Chạy thời gian cái nó ố rồi ha. Rửa rồi ha, không kỹ rồi ha. Ố rồi. Do người xài thôi. Này chưa dán hả ông mình? Chưa, xe mới có nó về qua bấm số xong về để lấy hôm qua kia để cho khách lấy thử. Mà hôm qua mới qua. Hôm qua thì em với Hiếu rồi đi lên hay bản anh nói đó. Ừ. Là lên test thử hả? Hôm qua kia chứ. Đã quá, cái này phải đi đường gồ ghề test mới đã ha. Đi đường gồ ghề test mới sướng. Vẫn có một chút gì đó nó mỏng manh khi mình ngồi bên trong nha mọi người. Cái gì nó hơi mỏng mỏng nha. Qua mấy cái bơ cái gờ giảm tốc á Min, cảm giác nó hơi cứng ha. Nó hơi cứng, không được mềm mại lắm. Mình sẽ nghe được tiếng mũ.
Thật sự nếu như mà đạt được cái đó nữa thì quá đỉnh các bạn ạ. Có đâu làm đó thêm thì phí tiền. À, mà nghe rõ không? À, khi mà chúng ta qua gờ sẽ nghe những cái tiếng này. Mũ cứng á, do có thể là do thiết kế là nhựa cứng nhiều các bạn. Nhựa cứng nhiều cho nên là mình sẽ dễ dàng nghe những cái tiếng mũ nó khó khi mà mình đi qua những đoạn đường dằn nha. Còn đường êm thì không vấn đề gì. Hai vàng mà. Đây là xe nữa. Đó. Rồi phía sau nè các bạn. Thênh thang luôn phải không? Ủa, ngoài đi đường này sao đi đường trên? Ở đường này đúng rồi. Xin lỗi. Tính đâu đi về nhà luôn chứ. Về nhà mình luôn. Nè, các bạn thấy chân thoải mái không? Bạn này ngồi có động luôn. Cái chân nè. Chân chống một khớp. Đi 5 người thì vô tư, 7 người vô tư luôn. Mình nghĩ là cũng không có hẹp hơn chứ Innova đâu nha các bạn. Innova sao nó vậy đó. Như vậy vậy lại chỗ có nãy được không chị? Vậy được không? Nghe hôm có nãy được không? Chị Huệ chắc không đâu. Chị Huệ đó thì sao? Mình lại cái gì? Chị Huệ không nghe được hả? Nghe được. Huệ nghe hơi lâu rồi. Rồi, bọn mình xong cái chuyến hành trình chạy thử rồi các bạn, đến hãng lại rồi. Em muốn lấy thử. Đó, thì ai muốn lấy thử thì có thể liên hệ với lại bạn Min làm tại hãng Toyota ha. Mình sẽ để số điện thoại của bạn Min lên trên màn hình, tiện liên lạc. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip nha. Chúc cho mọi người là luôn mạnh khỏe và sẽ có được một chiếc xe ưng ý trong gia đình. Xin chào tạm biệt nha.